Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu huyện Long Hồ đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long đến khảo sát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí ở xã Thanh Bình và xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự cần điều chỉnh chỉ tiêu về nghĩa trang nhân dân cho phù hợp. Tin trong nước, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương thảo luận và cho ý kiến về đề án thực trạng và giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng tăng hơn 600 đồng một lít. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sau khi thảo luận đóng góp các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Long Hồ. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước mà văn kiện nêu. Tuy nhiên, về định hướng phát triển thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần thêm thông tin làm rõ như thế nào là nước công nghiệp hiện đại, lộ trình như thế nào và sớm là trong bao lâu. Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương cần có cơ chế để các tỉnh thành được hưởng bình đẳng các chính sách hỗ trợ của Trung ương, nên có chính sách phù hợp để doanh nghiệp gần với nông dân, giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Đề nghị Trung ương cần quan tâm hơn để mà có cái chính sách thích hợp trong việc tác động và hỗ trợ doanh nghiệp đó, để họ gắn kết hơn với cái người nông dân trong cái thực hiện cái chuỗi giá trị là về sản xuất, rồi chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thì từ nhiều năm qua đó thì chính phủ, đảng chính phủ cũng rất quan tâm đến vấn đề nông dân, việc tiêu thụ cái nông sản hàng hóa của nông dân. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta thấy là cái mối liên kết này rất khó. Mà đặc biệt đó là cái vùng an ninh lương thực như vùng đồng bằng sông Cửu Long đó thì lại càng khó khăn hơn. Về chỉ tiêu phấn đấu xử lý chất thải nguy hại đạt 80-85%, đại biểu còn e ngại và cho rằng vậy còn 15-20% nằm ở đâu. Đại biểu đề nghị nên đặt chỉ tiêu này từ 95-100% hợp lý hơn. Đại biểu cũng đề nghị Trung ương cần có chính sách ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ tham mưu công tác đảng vì thực tế vẫn chưa phù hợp. Cán bộ là làm tác tham mưu á cho đảng thì ví dụ như ở Tuyên giáo là tổ chức kiểm tra chế độ đãi ngộ không bằng ai. Rồi chính vì chế độ đãi ngộ đó thành ra cái chọn người để phân công cái người á để mà thực hiện cái nhiệm vụ này á thì nó cũng đâu có đảm bảo nó cái chuẩn nó ngon được. Rồi chính vì như thế thì cái thực hiện cái vai trò tham mưu cho cấp ủy về cái công tác đảng thì làm sao nó được nâng cao được. Thế thì một cái bộ phận tham mưu vậy với cái điều kiện chế độ đãi ngộ vậy, với cái mà cái khả năng trình độ mức độ là chấp nhận cỡ đó thì không thể nào nói được cái làm tốt cái vai trò tham mưu để mình nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng. Các đại biểu cũng kiến nghị trong phần đánh giá kết quả Đại hội 11 cần thêm nội dung đánh giá nguyên nhân cũng như rút ra bài học từ những chỉ tiêu đề ra thực hiện chưa đạt để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đánh giá thì thành quả thì nó là bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu có chuyển biến tích cực, và trong tuy nhiên đó là quản lý tài nguyên và môi trường còn bất cập. Ý tôi là chưa nhất trí, bởi vì bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu á, tôi nghĩ là chuyển biến chưa lớn. Việc này bộc lộ rõ trong 5 năm vừa qua là thiên tai, thứ hai là sạt lở, có thể nói là phạm vi thiên tai cường độ nhiều hơn, mức độ nhiều hơn, tác hại nhiều hơn và ảnh hưởng đời sống của nhân dân nhiều hơn. Chỗ này nó liên quan tới nhiều mặt lắm mà chúng ta cũng phải xem xét đánh giá một cách rất là khách quan. Trong phần định hướng phát triển, các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi trình độ dân trí vẫn còn thấp so với cả nước. Cần có một nhạc trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long để các tỉnh trong vùng liên kết tốt hơn, chứ không phải để các tỉnh thành trong khu vực cạnh tranh nhau vì sự phát triển của mỗi tỉnh, từ đó ảnh hưởng phát triển chung của vùng.
Như tin đã đưa, sáng nay đoàn công tác do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến khảo sát đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Bình và xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Thanh Bình là xã Cù Lao thuộc huyện Vũng Liêm, có hơn 2.900 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề nông. Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được gần 314 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nguồn vốn nhân dân tham gia đóng góp hơn 114 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 37%. Đến nay, xã Thanh Bình đã thực hiện đạt 13 trên 19 tiêu chí, còn lại 6 tiêu chí gồm giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở và môi trường, xã đang tập trung thực hiện. Riêng xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm đến nay đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí đạt vượt cao so với quy định. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo thực hiện 4 tiêu chí còn lại gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và nhà ở. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đề nghị ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hai xã cần phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đối với xã Thanh Bình, còn 17 căn nhà tạm của hộ cận nghèo và hộ khó khăn, huyện Vũng Liêm cần nghiên cứu và có hướng vận động hỗ trợ xã xóa dứt các nhà tạm. Ngoài ra, các xã cần tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế và xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Tiếp tục chương trình đóng góp các dự án luật chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo luật phí và lệ phí. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu đề nghị sửa đổi về câu từ sao cho khoa học phù hợp, dễ hiểu, đồng thời đề nghị điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong dự thảo luật. Trong đó, về mức miễn giảm phí, lệ phí, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung một số đối tượng như người dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách vào đối tượng miễn phí, lệ phí. Về thu phí trong việc sử dụng lòng đường vỉa hè vào các mục đích như điểm giữ xe, buôn bán thực phẩm, nhiều đại biểu không đồng tình với quy định này vì cho rằng việc xây dựng lòng đường vỉa hè không nhằm mục đích kinh doanh. Trong lĩnh vực dịch vụ công như làm giấy khai sinh, khai tử, hộ tịch, nhiều đại biểu đề nghị nên bỏ các khoản thu phí này vì đây là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Cũng chiều nay, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định thành lập trường cao đẳng nghề Vĩnh Long và kỷ niệm 15 năm thành lập trường dạy nghề Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Trường cao đẳng nghề Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp nghề của tỉnh. Qua 15 năm đi vào hoạt động, trường được đầu tư phát triển hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy. Nhờ đó, chất lượng dạy và học của trường ngày càng nâng lên đáng kể. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 5.400 học sinh hệ trung cấp và hơn 173.000 học viên hệ sơ cấp nghề, ngắn hạn và đào tạo thường xuyên. Thời gian tới, ngoài đào tạo 11 ngành học hệ trung cấp, trường còn được tuyển sinh thêm 7 ngành nghề hệ cao đẳng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh đề nghị nhà trường cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, phấn đấu tạo thương hiệu thật tốt với danh hiệu trường cao đẳng nghề Vĩnh Long, mở rộng liên kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển theo nhu cầu. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những vấn đề chung mang tính toàn cầu ở tuổi vị thành niên như là bạo lực học đường, quan hệ tình dục sớm thì đồng tính luyến ái cũng là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Và liên quan đến nội dung này thì một cuộc hội thảo khoa học về vấn đề đồng tính trong trường học, thực trạng và giải pháp do Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh tổ chức đã diễn ra sáng nay. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo của Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, hiện nay trong phạm vi trường học, vấn đề ứng xử đúng mực với các bạn đồng tính là cần thiết để các em phát triển trong môi trường ấm áp, đầy tình người. Trường học và người thầy cần thực sự là chỗ dựa cho các em, là nơi các em tin tưởng, gửi gắm niềm tin, và gia đình người thân cần là tổ ấm để các em được san sẻ tư vấn. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận, đề cập đến nhiều vấn đề hiện tượng đồng tính luyến ái, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồng tính luyến ái và nhiều ý kiến thảo luận thể hiện rõ quan điểm, cách nhìn, cách ứng xử cũng như các giải pháp tư vấn tâm lý về đồng tính luyến ái trong trường học. Đây là dịp để Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục và người làm công tác giáo dục phân tích thực trạng, nguyên nhân một cách khoa học, khách quan trên quan điểm văn hóa tiến bộ mang tính giáo dục cao. Từ đó có giải pháp nhân văn để định hướng cách nhìn, cách ứng xử phù hợp trong học đường đối với các học sinh sinh viên đồng tính. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bệnh viện Quốc tế City tổ chức hội thảo y học, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Tại hội thảo, lãnh đạo các bệnh viện, các y bác sĩ ngoại khoa trong tỉnh và một số tỉnh lân cận được cung cấp các kiến thức về phẫu thuật nội soi trong chấn thương bụng, vai trò nội soi mật tụy ngược dòng trong bệnh lý mật tụy, những tiến bộ trong điều trị ung thư gan, phương pháp điều trị sỏi niệu hiện nay và điều trị nhịp nhanh trên thất bằng thuốc,
và các đốt điện sinh lý bằng sóng cao tần. Hội thảo là dịp để các y bác sĩ trong tỉnh cập nhật thêm các kiến thức mới trong điều trị các bệnh ngoại khoa và tim mạch hiện nay, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dịp này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Quốc tế City đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và kết hợp thực hiện các chương trình từ thiện vì sức khỏe cộng đồng. Liên tục chương trình là những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay tại khu công nghiệp Hòa Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Công Vĩnh Long đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 của dự án đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao dự án đầu tư vào Vĩnh Long của doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương và tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may dệt nhộm đan kim của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Công Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 645 tỷ đồng, được triển khai tại khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 trên diện tích 13 ha với tổng công suất thiết kế 20 triệu sản phẩm một năm và 10.500 tấn sản phẩm đan kim một năm. Trong đó giai đoạn 1 của dự án có hơn 20 chuyền sản xuất 10 triệu sản phẩm quần áo các loại một năm. Hiện công ty đang giải quyết việc làm cho trên 1.400 lao động tại địa phương. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015, Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức hội chợ thương mại nông nghiệp 2015 tại huyện Vũng Liêm. Hội chợ dự kiến quy mô từ 200 đến 250 gian hàng, trưng bày hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, hàng điện tử, bưu chính viễn thông, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lương thực thực phẩm, giống cây trồng, phân bón, máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, vân vân. Hội chợ là cầu nối để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu, giới thiệu dịch vụ sản phẩm hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, nhờ thực hiện tốt chủ trương đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sản xuất lúa, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã cơ giới hóa được trong 100% khâu tuốt lúa, 100% khâu làm đất và phơi sấy đạt 30%. Với số lượng hơn 3.720 máy cơ giới trong khâu làm đất và khoảng 1.000 máy gặt đập liên hợp trong khâu thu hoạch lúa hiện có trên địa bàn tỉnh, đã giúp cho nông dân giảm được chi phí trong sản xuất, tăng thêm nguồn thu nhập ít nhất là 110 tỷ đồng một năm. Đặc biệt khi sử dụng cơ giới trong khâu thu hoạch, tỷ lệ hao hụt rất thấp, khoảng 10%, trong khi thu hoạch bằng thủ công, tỷ lệ hao hụt lên tới từ 20 đến 30%, giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long cho biết thì mùa lũ năm nay, toàn tỉnh có 3 vùng trọng điểm có thể bị ảnh hưởng nhiều do lũ, nhất là trong tháng 8 âm lịch. Đó là vùng Bắc quốc lộ 1 có khả năng ngập sâu nhất. Kế đến là dùng từ quốc lộ 1 đến bờ bắc sông Mang Thít và các xã Cù Lao, ven sông Tiền, sông Hậu. Còn về tình hình sạt lở, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài trên 300 m, tập trung ở huyện Bình Tân, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ, Mang Thít và thị xã Bình Minh. Để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân ở các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa lũ sạt lở, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê bao chống lũ, vận động người dân gia cố các đập bờ dùng, chuẩn bị máy bơm bảo vệ lúa thu đông, rau màu, vườn cây, ao cá. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo và di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây để thực hiện tốt tiêu chí môi trường, các huyện thị trong tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch ở các cụm xã nông thôn mới. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai thực hiện thì chỉ tiêu này đã không phát huy được hiệu quả, mặc dù nguồn vốn đầu tư xây dựng khá lớn. Điển hình như nghĩa trang nhân dân cụm xã Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận, Thành Đông, Thành Trung và Tân Bình được xây dựng trên diện tích hơn 4.000 m2 với tổng vốn đầu tư gần 3,4 tỷ đồng. Nghĩa trang nhân dân này có đầy đủ các hạng mục công trình như hàng rào, nhà quan, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, đường nội bộ, công viên, hoa kiển, khu chôn cất và khu cải táng. Tuy nhiên, qua 4 năm đưa vào sử dụng, nghĩa trang chỉ có 24 mộ được chôn cất mới, còn 43 mộ khác chủ yếu là cải táng những hài cốt từ các công trình xây dựng giao thông và cụm dân cư tập trung trên địa bàn.
Bà con ít có đưa cái thân nhân mình lên cái nghĩa trang nhân dân, với cái lý do là hiện nay thì cái thứ nhất là do cái phong tục tập quán, nghĩa là bà con đất ở Sa Hè vẫn còn, với ông bà cha mẹ chung thì chúng ta đã cải táng và chôn cất ở cái khu gia đình để dễ bề chăm sóc. Hiện nay thì chủ yếu là các hộ nghèo không có đất ở và các hộ cộng tuyến dân cư. Do đó thì theo tôi thì cái hướng tới thì đề nghị chúng ta nên là quy hoạch, nghĩa là mỗi huyện chỉ là một cụm cái nghĩa trang nhân dân để đảm bảo cho việc chôn cất và cải táng những hộ khó khăn không có đất ở. Hồi xưa bây giờ tập quán của ông bà mình thì coi như là chết thì để tập trung về đất nhà để chôn, vì mình có đất đó, để dễ con cháu, để dễ bề vấn đề săn sóc mồ mả, rồi hàng năm mình để rồi thanh minh tảo mộ tết nhất để mình lau chùi cho nó có cái thể hiện, có cái hiếu, cái nghĩa đối với ông bà cô bác. Còn đây là nghĩa trang nhân dân cụm xã Long Phước, Phước Hậu và Hòa Phú. Công trình được xây dựng trên diện tích 5.000 mét vuông với tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên qua một năm triển khai xây dựng, đến nay vẫn là khu đất trống. Ngoài ra còn nhiều nghĩa trang nhân dân cụm xã khác trong tỉnh Vĩnh Long cũng đang được các huyện thị quy hoạch, cắm mốc về triển khai xây dựng để đảm bảo tiêu chí về nghĩa trang nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là có cần thiết phải xây dựng nghĩa trang nhân dân cụm xã hay không? Về thực hiện tiêu chí xây dựng nghĩa trang nhân dân trong các xã xây dựng nông thôn mới thì trong thời gian qua chúng tôi thấy đã có điều chỉnh từ mỗi xã có một nghĩa trang nhân dân sang là cụm xã có nghĩa trang nhân dân. Tuy nhiên so với thực tế thì chúng tôi thấy rằng hiện nay với điều chỉnh này cũng chưa phù hợp, mà tập quán của nhân dân cũng thường chôn cất trong đất nhà và ít sử dụng đất nghĩa trang nhân dân. Vì vậy chúng tôi cũng có đề nghị nên quy hoạch là liên huyện có cái nghĩa trang nhân dân và thực hiện là hướng dẫn xây dựng các cái nghĩa trang dòng họ để mà phù hợp với tập quán cũng như là phục vụ tốt cho đời sống của nhân dân. Thực tế cho thấy để xây dựng nghĩa trang nhân dân cụm xã đòi hỏi phải có mặt bằng rộng và nguồn kinh phí đầu tư lớn. Thế nhưng công trình chưa mang lại hiệu quả cao. Do vậy việc đề nghị ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trung ương điều chỉnh chỉ tiêu về nghĩa trang nhân dân là hoàn toàn phù hợp nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư cho địa phương, đồng thời cũng tôn trọng tập quán chôn cất của người dân ở nông thôn hiện nay. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ 22 thảo luận và cho ý kiến về đề án thực trạng và giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, đề án thực trạng và giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp là đề tài khó và hết sức quan trọng, góp phần xây dựng và tác động ngày càng tốt hơn đến hoạt động của các ngành tư pháp. Do đó, việc thảo luận cần đánh giá, phân tích, làm rõ mục đích, yêu cầu để phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Tại phiên họp, qua thảo luận, các thành viên ban chỉ đạo cơ bản nhất trí với các đề án về thực trạng và giải pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Quân ủy Trung ương. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khai mạc hội thảo APEC về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 9, gồm 4 phiên thảo luận: nâng cao năng lực cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các phương pháp tiếp cận tiên tiến trong đầu tư và công nghệ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các chủ thể xã hội, tăng cường quan hệ đối tác vì cộng đồng bền vững. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 khẳng định, với chủ đề quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hội thảo có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là sáng kiến đầu tiên trong APEC về quản lý rủi ro thiên nhiên dựa vào cộng đồng. Thứ trưởng nhấn mạnh, cho dù chúng ta đạt được thành tựu phát triển cao đến mức nào, nếu chúng ta không có các biện pháp phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai hữu hiệu, những thành tựu phát triển to lớn mà chúng ta phải nỗ lực trong nhiều thập niên qua mới đạt được có thể bị xóa bỏ trong chốc lát. Do đó, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai cũng là nội dung được ưu tiên cao trong khuôn khổ giảm thiểu rủi ro thiên tai APEC và là chủ đề của hội thảo này. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm tranh ảnh với chủ đề Nét đẹp trong văn hóa giao thông. Đây là hoạt động trong khuôn khổ gala tổng kết hội thi các đội tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông
giai đoạn 2012-2014 được tổ chức vào tối nay. Triển lãm có sự tham gia của 46 tỉnh thành phố trong cả nước. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh phản ánh nỗ lực của các ngành các cấp, các lực lượng chuyên trách trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông, triển lãm lần này không trưng bày hình ảnh mang tính cảnh báo mà chỉ trưng bày những hình ảnh mang tính xây dựng, vui tươi hơn. Qua đó cũng nhằm giúp người xem nâng cao ý thức chấp hành luật, hình thành những hành vi đẹp, có văn hóa văn minh khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Công Thương đã ra văn bản điều hành giá xăng dầu. Theo đó, giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15 giờ chiều nay, mà lý do chính là giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây có xu hướng tăng. Theo nhà điều hành, trong chu kỳ 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại, khiến giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành. Cụ thể, xăng RON 92 lên mức 17.950 đồng một lít, tăng hơn 600 đồng một lít. Xăng E5 lên mức 17.455 đồng một lít. Các loại dầu cũng tăng giá khá mạnh. Dầu diesel 0,05S tăng lên mức 13.886 đồng một lít, tăng 570 đồng một lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 12.799 đồng một lít. Dầu mazut tăng ít hơn, có giá bán mới là 9.648 đồng một lít. Mức trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu vẫn giữ nguyên 300 đồng một lít 1 kg. Hiện tại các mặt hàng xăng dầu đều không chi dùng quỹ bình ổn giá. Kể từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 giá xăng được điều chỉnh tăng. Trong đó, lần tăng giá mạnh nhất là vào ngày 5 tháng 5 với mức tăng 1.950 đồng một lít. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Cuba bổ nhiệm đại sứ nước này tại Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1961, một bước tiến nữa trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Washington và La Habana. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục từ 0 đến 0,25%. Thưa quý vị và các bạn, Cuba mới đây đã bổ nhiệm đại sứ nước này tại Mỹ lần đầu tiên trong vòng 54 năm qua. Động thái trên đánh dấu một bước tiến nữa trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana. Đại sứ Cuba tại Mỹ vừa được chỉ định là ông Jose Cabanas. Ông là người đứng đầu cơ quan đại diện quyền lợi của Cuba tại Mỹ từ năm 2012, sau đó đảm nhiệm chức đại biện lâm thời khi Cuba và Mỹ chính thức mở cửa đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, ông Cabanas từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Cuba và đại sứ Cuba tại Áo. Đêm qua giờ Việt Nam, đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Cabanas đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Barack Obama. Hiện Mỹ chưa chỉ định đại sứ tại Cuba. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm nay cho biết hàng trăm binh sĩ Hungary đã bắt đầu dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Croatia để ngăn dòng người di cư tràn sang nước này. Trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết hiện 600 binh sĩ đã có mặt tại khu vực biên giới với Croatia để bắt đầu dựng hàng rào thép gai dọc đường biên giới dài 42 km. Hơn 500 binh sĩ nữa sẽ được triển khai vào ngày mai. Bên cạnh đó, 200 cảnh sát cũng đã được bố trí chốt chặn tại khu vực biên giới với Croatia. Trước đó, Hungary cũng đã dựng hàng rào thép gai cao 4 m dọc biên giới dài 175 km với nước láng giềng Serbia, khiến hàng chục ngàn người di cư phải chuyển hướng sang biên giới Croatia trong ngày 16 tháng 9. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Croatia đêm qua đã phải đóng cửa 7 trong tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã lên tiếng cảnh báo việc châu Âu không giải quyết được cuộc khủng hoảng di cư có thể khiến Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu có nguy cơ bị đổ vỡ. Trước đó, việc các nước Đức, Áo và Slovakia quyết định nối lại kiểm soát các chốt biên giới để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư được xem là một đòn giáng mạnh vào Hiệp ước Schengen. Thông tin về một vụ đánh bom vừa xảy ra ở Thái Lan sẽ mở đầu cụm tin vắn ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Giới chức Thái Lan vừa cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom bằng xe máy xảy ra vào đêm qua ở huyện Changgae thuộc tỉnh cực Nam Ratchathiwat. Cảnh sát cũng đã phát hiện 3 thiết bị nổ chưa được kích hoạt gần hiện trường vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc. Còn tại Pakistan, phiến quân Taliban hôm nay đã tấn công một căn cứ không quân ở thành phố Peshawar, phía tây bắc nước này, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Trong khi đó, lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt được 13 phiến quân. Trong một phản ứng, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và tái khẳng định quyết tâm của nước này trong việc xóa sổ các phần tử khủng bố.
Theo một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đồng soạn thảo và công bố vào hôm qua, khoảng 3 tỷ người trên thế giới có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Tính từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 214 triệu ca nhiễm sốt rét mới và 438.000 người tử vong do căn bệnh này. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm hơn 2/3 số ca tử vong. Đáng chú ý, 78% số ca tử vong tập trung tại 15 quốc gia, chủ yếu ở khu vực tiểu vùng Sahara của châu Phi. Thưa quý vị, sau cuộc họp quan trọng kéo dài 2 ngày, rạng sáng nay giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong bối cảnh có những quan ngại về nền kinh tế toàn cầu, những biến động của thị trường tài chính cũng như tỷ lệ lạm phát thấp của nền kinh tế số 1 thế giới. Theo đó, lãi suất cơ bản tại Mỹ tiếp tục được duy trì ở mức từ 0 đến 0,25%. Mức lãi suất này đã được áp dụng từ tháng 12 năm 2008 tới nay. Trong một tuyên bố, Fed nhấn mạnh, những diễn biến tài chính và kinh tế toàn cầu gần đây có thể phần nào kiềm chế hoạt động kinh tế và nhiều khả năng làm tăng thêm sức ép theo chiều hướng đi xuống đối với tình trạng lạm phát trong ngắn hạn. Giải thích về quyết định không nâng lãi suất vào thời điểm này, phát biểu trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Fed bà Janet Yellen cho biết, triển vọng kinh tế toàn cầu là không chắc chắn, đồng thời bày tỏ quan ngại về tăng trưởng kinh tế chững lại tại Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác có thể dẫn đến tình trạng bất ổn của các thị trường tài chính. Tuy nhiên, Fed vẫn để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào cuối năm nay. Phản ứng trước quyết định trên của Fed, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần lễ trở lại đây. Trong khi đó, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại quay đầu giảm. Chốt phiên giao dịch ngày 17 tháng 9 tại thị trường New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 năm 2015 giảm 25 cent xuống còn 46,90 đô la một thùng. Quyết định của Fed cũng khiến đồng đô la Mỹ giảm giá so với các đồng ngoại tệ khác. Hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 12 đã khai mạc vào hôm nay tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Quang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 2.200 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cùng các quan chức cấp cao nước này và các nước ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Ngoài 5 khu trưng bày theo các chủ đề tương tự những lần hội chợ trước, Ban tổ chức đã lần đầu tiên bố trí thêm một khu trưng bày theo chủ đề Hợp tác quốc tế về năng lực công nghiệp. Bên lề hội chợ cũng sẽ diễn ra 27 diễn đàn thảo luận về những vấn đề như hợp tác công nghiệp, thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, du lịch. Hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 theo sáng kiến của Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương đạt 480 tỷ đô la Mỹ trong năm 2014. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.